TVSTAR hân hạnh giới thiệu siêu phẩm Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Thái Lan, quy tụ dàn sao sáng giá với chuyện tình kinh điển giữa quân nhân tài ba và bác sĩ xinh đẹp. Đó là định mệnh của chúng ta. Định mệnh chỉ là bắt đầu mà thôi, chân thành mới bền vững được. Tao muốn biết hắn ta. Khi xung đột xảy ra, chúng ta bị lộ rồi. Bọn cớm đang ở quanh chỗ này rồi. Quay hết mọi thứ đi. Giết hắn luôn. Giữa sứ mệnh bảo vệ hòa bình, tình yêu có đủ lớn để vượt qua ranh giới cuộc đời. Đón xem Mãi Mãi Bên Em lúc 18 giờ hàng ngày, duy nhất trên TV Star SCTV 11.